Được thành lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2007, Hiệp hội Golf Việt Nam VGA với sự ủy thác từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn không ngừng cố gắng, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất có thể những nhiệm vụ được giao phó trong suốt hai nhiệm kỳ đầu tiên. Đặc biệt, bước đột phá về tính chuyên nghiệp của giải vô địch golf quốc gia mở rộng năm 2015 vừa qua chính là dấu ấn sâu đậm mà VGA để lại cho người hâm mộ trước khi bước vào nhiệm kỳ mới. Và để tiếp bước thành công cũ, VGA đã tiến hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Golf Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2019 tại sân golf Long Biên, Hà Nội với sự góp mặt của các vị đại biểu tới từ các hội golf địa phương, đại diện các sân golf trên cả nước và các thành viên trong hiệp hội. Theo như chương trình đã được đề ra, đại hội đã tiến hành họp nội bộ để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của hiệp hội trong nhiệm kỳ 2 năm 2011 đến năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động phát triển môn golf trong nhiệm kỳ 3. Bên cạnh đó, các thành viên của hiệp hội đã xem xét việc sửa đổi, hoàn thiện điều lệ hoạt động cũng như bầu chọn ra ban chấp hành và ban kiểm tra cho nhiệm kỳ mới. Kết quả sẽ được thông báo trong đại hội chính thức vào ngày 12 tháng 12. Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên của hiệp hội cùng các vị đại biểu đã có buổi liên hoan và giao hữu tại sân golf Long Biên.